2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông sản đạt 6 tỷ 170 triệu đô la Mỹ, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp dệt may tăng tốc thực hiện mục tiêu kép. Hạ viện Nhật Bản thông qua dự thảo ngân sách kỷ lục. Xin kính chào quý vị, đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đang dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi với những thông tin được cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu nông sản đạt 6 tỷ 170 triệu đô la Mỹ, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất siêu khoảng 1 triệu 370 ngàn đô la Mỹ. Nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ như cao su, trà, hạt điều, rau quả và các sản phẩm lâm sản. Trong khi đó, cà phê, gạo, hồ tiêu, tôm và cá tra lại giảm. 2 tháng đầu năm, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường chiếm thị phần lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 57,3% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 33,5% thị phần, tiếp đến là Trung Quốc, các nước ASEAN và Liên minh châu Âu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tiếp tục theo dõi tổng hợp thông tin số liệu về giá cả, tình hình sản xuất và nguồn cung các mặt hàng nông sản tại các địa phương trong nước, đặc biệt là các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, không phải kênh hợp pháp tại Việt Nam và đã được cơ quan chức năng khuyến cáo nhiều lần, nhưng mà đầu tư Forex vẫn tiếp tục diễn ra gần đây và đồng thời xuất hiện nhiều biến tướng, tiềm ẩn rủi ro. Các cơ quan chức năng lại một lần nữa lên tiếng khẳng định về sự rủi ro khi đầu tư vào sàn Forex tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra tại Hà Nội. Lãi từ 0,8 đến 1% mỗi ngày, lãi 20 đến 24% một tháng, lãi từ 240 đến 288% mỗi năm. Hứa hẹn lãi cao, hưởng hoa hồng khi giới thiệu người tham gia. Nhóm đầu tư vào sàn Forex này đã lôi kéo được gần 40.000 người trên cả nước tham gia, bất chấp những rủi ro và không được pháp luật bảo hộ. Những cái kinh doanh mà mời chào mang tính chất có đến mấy trăm phần trăm lãi suất mới lợi nhuận thì chắc là trong điều kiện hiện nay là rất khó khăn, không có được những cái lợi nhuận cao như thế. Chính vì thế ngay từ đầu đã thấy cái dấu hiệu của cái sự nó không minh bạch, nó không đúng đắn và có cái dấu hiệu của sự lừa đảo. Chính vì thế cho nên một lần nữa rất khuyến cáo những nhà đầu tư, những người dân có tiền trước khi đầu tư vào lĩnh vực đó thì có thể tham khảo tư vấn thêm những cái cơ quan chức năng hoặc là những ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng. Việc cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ hay phái sinh ngoại tệ phải do các tổ chức tín dụng được ngân hàng nhà nước cấp phép mới được phép tổ chức hoạt động. Vì vậy, những tổ chức hoạt động như sàn Forex hiện nay hoàn toàn không đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, 12 điểm bán của siêu thị Bixi Việt Nam thuộc Central Group vừa đổi tên mới với một diện mạo không gian mua sắm mới từ ngày 1 tháng 3, theo công bố của nhà bán lẻ Thái Lan. Theo đó, 7 siêu thị Bixi nằm trong các tòa nhà sẽ được đổi tên mới là Tops Market và 5 đại siêu thị Bixi hoàn tất đổi tên thành Go. Như vậy, sau 22 năm gắn bó với người tiêu dùng Việt Nam, thương hiệu Bixi sẽ không còn hiện diện ở thị trường này nữa. Dự kiến trong năm 2021, một số đại siêu thị Bixi khác cũng sẽ được chuyển đổi sang tên mới theo kế hoạch. Thưa quý vị, ở thời điểm này năm ngoái, ngành dệt may Việt Nam gặp phải không ít trở ngại bởi sự đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch bệnh. Thì tới nay, ngành này đã cho thấy sự phục hồi rõ rệt khi mà kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm tăng trưởng dương. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các doanh nghiệp dệt may đã sớm tăng tốc, vừa thực hiện mục tiêu kép, vừa hướng tới mục tiêu thắng lợi cho ngành dệt may trong năm 2021 này. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu, nhà máy với 1.200 công nhân này của Vitagen, thương hiệu may mặc hàng đầu Việt Nam, đã chạy gần như hết công suất để kịp đơn hàng cho quý 1 và chuẩn bị cho cả quý 2. Với năng lực sản xuất trung bình là 8 triệu đến 10 triệu sản phẩm mỗi năm, sau thời gian nửa đầu năm 2020 lao đao vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Vitagen đã dần phục hồi sản xuất kinh doanh khi mà các thị trường xuất khẩu chính là Liên minh châu Âu và Mỹ vẫn có nhu cầu rất cao. Bắt đầu vào là sản xuất từ ngày mùng 6 âm, không khí làm việc thì tốt. Kế hoạch thì cũng sẽ cố gắng là sẽ đạt được cái đầu năm. Lượng hàng hóa thì ngay từ đầu trong năm thì chúng tôi đã chuẩn bị cho cái sản xuất đến tháng 6. Kinh nghiệm một năm ứng phó với Covid-19 đã giúp cho nhiều doanh nghiệp dệt may đến nay vẫn trụ vững, ít gặp phải tình trạng đứt gãy sản xuất. Với việc nhu cầu của thế giới tăng trở lại, nhiều đơn hàng dệt may toàn cầu đang có xu hướng dịch chuyển vào Việt Nam, là cơ hội để ngành dệt may tiếp tục đà phục hồi trong năm nay.
đây chính là lúc để các doanh nghiệp dệt may vừa phục hồi, vừa tái cơ cấu sản xuất, đầu tư hoàn thiện chuỗi giá trị dệt may. Với cái chuỗi khép kín từ dệt nhuộm mà hoàn tất, với cái nguồn sợi là chúng tôi sử dụng từ Việt Nam thì tôi nghĩ là đáp ứng được các tiêu chuẩn về xuất xứ hàng hóa mà để phục vụ cho các hiệp định FTA mà Việt Nam đăng ký với các nước, tạo ra những nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế để cung cấp cho các doanh nghiệp dệt may để xuất khẩu. Hiện khâu yếu nhất của ngành dệt may là nguyên liệu. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, trong năm 2021 này, nhiều nhà máy vải sợi vốn đầu tư nước ngoài sẽ đi vào vận hành, khả năng có thể đáp ứng từ 40 đến 50% nhu cầu vải tại chỗ, thay vì là 15% như trước đây. Những bước chuyển mình tích cực của ngành dệt may là cơ sở để hướng tới mục tiêu xuất khẩu đạt 39 tỷ đô la Mỹ. Cái ước thực hiện của 2 tháng năm nay thì nó sẽ đạt được xuất khẩu khoảng 5 tỷ 8 đô la Mỹ. Nó tăng khoảng 4,2% so với cùng kỳ 2020. Đấy là một nỗ lực rất là lớn của ngành công nghiệp dệt may Việt Nam. Trong đó thì phải nói với vai trò của cộng đồng các doanh nghiệp. Trong cái khó thì họ tìm ra một cái cách riêng, đi riêng. Đa dạng dòng sản phẩm đáp ứng yêu cầu mới của thị trường thời đại dịch, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã thu hút được nhiều đơn hàng, ổn định sản xuất kinh doanh. Ngành dệt may đồng thời nỗ lực tăng tốc từ sớm để tận dụng cơ hội từ thị trường, từ việc nước ta cơ bản kiểm soát dịch bệnh cho sự phát triển trong năm 2021. Tiếp tục với những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 3, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách cho tài khoá 2021 với tổng chi cao kỷ lục lên tới hơn 105.000 tỷ yên, tức là tương đương 1.030 tỷ đô la Mỹ. Con số này tăng 3,8% so với ngân sách của tài khoá trước. Theo dự thảo ngân sách, các khoản chi cho an sinh xã hội sẽ tăng lên mức kỷ lục gần 36.000 tỷ yên, chiếm 30% tổng ngân sách, chủ yếu do tình trạng già hóa dân số tại Nhật Bản khiến cho chi phí chăm sóc sức khỏe và lương hưu tăng cao. Dự thảo ngân sách mới cũng bao gồm quỹ dự phòng trị giá 5.000 tỷ yên, chủ yếu phục vụ cho việc ứng phó với đại dịch COVID-19. Ngân sách dành cho quốc phòng cũng tăng 0,5% so với một năm trước đó, trong bối cảnh Tokyo đang nỗ lực tăng cường năng lực trong các lĩnh vực mới như không gian mạng và vũ trụ. Sau khi được thông qua tại Hạ viện, dự thảo ngân sách sẽ được trình lên Thượng viện để thảo luận và thông qua trước ngày 1 tháng 4. Nếu được Quốc hội thông qua, đây là năm thứ 9 liên tiếp ngân sách của Nhật Bản tăng cao kỷ lục và là năm thứ 3 liên tiếp ngân sách thường niên của Nhật Bản vượt ngưỡng 100.000 tỷ yên. Thưa quý vị, nền kinh tế non trẻ Myanmar vốn đang chịu sức ép do tác động của đại dịch COVID-19, tiếp tục bị giáng thêm đòn mạnh bởi cuộc đảo chính quân sự và những cuộc biểu tình kéo dài hơn một tháng qua. Với phân tích cảnh báo, mọi thứ đã thay đổi và suy thoái đầy đau đớn, có thể khiến cho các khoản đầu tư kinh doanh trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ đội nón ra đi. Đã hơn một tháng kể từ cuộc đảo chính quân sự, ông Uneo, giám đốc một công ty xuất khẩu ớt và gia vị khô tại Yangon, đã phải đóng cửa xưởng sản xuất của mình và cho công nhân nghỉ việc. Chúng tôi không biết sẽ cầm cự được doanh nghiệp và trả lương được cho 40 công nhân trong bao lâu, 2 tháng hay là 3 tháng nữa. Không có phương tiện vận chuyển ớt khô và gia vị sang Nhật Bản. Và nếu có thì cũng không thể giao dịch chuyển tiền giữa Nhật Bản và Myanmar qua ngân hàng. Đồng kiat của Myanmar đang mất giá. Hoạt động của các doanh nghiệp tại đây tê liệt. Các ngân hàng rơi vào cảnh hỗn loạn bởi nhân viên đình công. Biểu tình liên tiếp xảy ra trên các đường phố. Sau khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự, nhiều nước đã thông báo tái áp đặt lệnh cấm vận với Myanmar. Đã 10 năm kể từ khi nền kinh tế Myanmar mở cửa ra thế giới, ngay khi Mỹ bắt đầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đầu tiên, cũng là lúc mà làn sóng đầu tư ồ ạt đổ vào Myanmar. Thống kê của Ngân hàng Thế giới cho thấy, nền kinh tế Myanmar đã tăng trưởng khoảng 7% mỗi năm từ năm 2011 đến năm 2017. Không chỉ các nhà đầu tư lớn từ Singapore, Trung Quốc và Hồng Kông, các doanh nghiệp Mỹ cũng đã đầu tư khoảng 326,5 triệu đô la Mỹ vào Myanmar kể từ năm 2016, với các thương hiệu đình đám như Coca-Cola, Mastercard, Ford Motor và General Electric. Các doanh nghiệp đánh giá cuộc đảo chính khiến cho hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư nước ngoài vào Myanmar bị đe dọa. Nhiều tập đoàn quốc tế đang cân nhắc kỹ về những dự án đầu tư tại Myanmar. Mỹ cũng xem xét tái áp đặt lệnh cấm vận. Tất cả đang đặt gánh nặng với kinh tế Myanmar. Giới phân tích nhận định, cuộc đảo chính đã khiến cho mọi thứ thay đổi. Suy thoái có thể sẽ rất đau đớn. Và dù cơ hội khổng lồ, nhưng đất nước này đang phải đối mặt với những thách thức khó khăn trong hầu hết tất cả các khía cạnh của chính sách kinh tế và xã hội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.